Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang ở sạp heo quay của chị Mai các bạn. Địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 các bạn. Đó, khách là. Đây. Hello Lily, hello chị Tâm. Hello quên hello. Hello, bye bye. Hello, bye bye luôn. Chết luôn. Không leo chưa? À, đó là bánh mì nha các bạn. À, bánh mì 15k một ổ nha các bạn. Các bạn ăn thêm kêu thêm tính tiền thêm. Hai ổ không lấy dưa. Không dưa ngò. Thì mấy ổ 30. À, sáng sớm mà ở đây bán bánh mì rất là chạy các bạn. Chặt luôn không cô? Chặt. Chặt luôn 2kg cho cô. Mỗi hộp 1kg. Chặt nhỏ nhỏ. Đó các bạn. Ở đây là ba gọi là 320 các bạn, sườn đùi xá xíu là 300, giò là 150, móng là 120. À, bánh mì 15k một ổ, các bạn ăn thêm kêu thêm tính tiền thêm. Lấy một ổ không ớt. Một ổ không ớt luôn. À, chỉ chặt luôn ớt luôn. Chặt luôn luôn. Cứ bán chị ổ 15 nữa. Ổ 15 để đưa là ba ổ đi. 15 siêu bánh mì. Chút cũng giờ chưa. Vậy thôi. Cái này 2kg 2 lấy hết không gì. Bánh mì gì bán ngoài? Lấy đi, chặt nhỏ vậy luôn nha. 700 chặt cho con. Nhiêu? 700 chặt. 700 chặt. Heo quay nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Ở đây chị Mai mở cửa tầm 6h30 là có bán nha các bạn. Bán tới 5-6 giờ chiều hết, sớm nghỉ sớm. Anh tí chưa có bánh mì chị. Dạ. Sao mà bé chị Tâm về chưa? Đã về rồi. Về hả? Bữa ngày anh đi là ngày nó về. À. Cũng bình thường à, đi bảnh mưa quá trời, có gì đâu vui. Mưa thì cũng quá trời mà nắng thì cũng quá trời. Đúng rồi. Bên này chắc cũng mưa đúng không? Mưa lớn, mưa về chiều, mới không có mưa bữa nay à. À. Có vậy hả? Mưa hoài. Nhưng mà chủ yếu là mưa buổi chiều á hả? Cũng căng quá ha. Da rất là giòn các bạn. Nè các bạn cho nó xem. Đó. Hãy
À, đó là Lily đang làm nhân bánh mì rồi các bạn. Đây bánh mì tới. Một ổ bánh mì bên ngoài luôn. Dạ. Bốc khói luôn. Giao bánh mì cho Lily là phải bốc khói giòn gụm mới chịu các bạn. Nói chứ bánh mì giòn mới dễ cắt các bạn. Bánh mì giòn heo quay giòn ăn mới ngon. Thôi 5.000 luôn chị Tâm ơi. Hai trăm ngàn để nguyên miếng luôn. Để em chở cho chị. Này bán đảo này kìa. Bán không bằng bán thịt heo. Tao quay mà cũng qua kiếm chuyện đó. bánh tiêu cạnh tranh với heo quay. Bánh tiêu là bỏ sỉ mà nó có lẽ. Đó, cái đó là ba gọi nha các bạn, 320.000 một ký. Này là Lily đang tề ra để mà keo lên móc cho nó gọn đẹp. Rồi khách luôn. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn. Ủa. Người yêu của chị Tâm đó. Người yêu chị Tâm hả? Đó là trai không? Trời ơi. Bỏ quên điện thoại nha hả chị Tâm? Dạ. Bé không có điện thoại đâu. Đúng rồi. Bây giờ mà để một ngày em không cầm điện thoại em chịu không nổi đó. Nó bức rứt nó làm sao á. Chưa quen
quen rồi. Nhiều lúc mà mình cầm điện thoại lên mình cũng không biết làm gì nữa, nhưng mà cũng phải cầm mới được, không cầm lên nó ấy, cũng phải mở lên xong coi đồng hồ nó tắt. Bây giờ nó quen rồi. Không mà nó cuốn ghê lắm nha. Hồi đó anh đâu có chơi TikTok đâu. Tối không cầm nó, cầm nó là cầm hoài. À. Cái lướt cái bắt đầu cái thấy cái coi cái lướt 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 mà ngọt lắm, nó thông minh lắm, mình lướt cái chủ đề đó mình thích coi là nó hiện lên hoài luôn. 30 đó. Đúng rồi. Để vậy em chạy điện thoại em á là 10 giờ 22 giờ là tự động tắt hết. Không có cho hoạt động cái ứng dụng nào luôn. Ủa vậy hả? Hay vậy? Là có nghĩa là tới đó tự nhiên là nó nhắc nhở cho mình là không được cầm điện thoại nữa đúng không? À cũng hay ha. Coi len len mở lên đâu. Có gì thì có công việc đó, Zalo á, là phải muốn gì bắt thêm 15 phút. À. Cái đó là em cài auto luôn á hả? Chắc máy xịn mới có chứ cù bắp như em với chị Tâm chứ không ra đâu. Không 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 có chức năng đó quá. Cái chức năng đó là phải à. À. Cũng hay. Đúng rồi. Em có ngủ cái em mở tiếng mưa lên á. Tiếng mưa à? À là khi mà chị ngủ đúng không là chị cảm giác giống như mưa thiệt luôn. Yeah. Mà nó cũng lạnh lạnh luôn. Thiệt, bữa nào chị vô phòng chị mở lên thử đi. Một ổ bánh mì thịt. Một ổ bánh mì thịt. Khóc à. Ở nào cũng nữ là cô xúc động lại. Tất cả 30. Có thôi không chị ơi? 30 không thôi. Có ai mà nói xấu người nó lớn không? Nó xấu ta là nó lớn mà có đỉnh. À, nói sâu nói lớn mấy bạn lĩnh đúng không? À, tôi không có bản lĩnh. Học gió bài bài. Này đầu mình sắp đố. Nè các bạn. Dưa leo cắt thẳng rang luôn chưa? Dưa leo rất là giòn nha các bạn. Trăm nghìn đùi. Chị Tâm hát hả chị? Trời ơi, có người đọc thư vậy mà. Ăn một cái hát, em sẽ tặng một bài hát theo cảm xúc. Dữ dằn thiệt. Chặt bữa bữa á. Dạ. Tại bữa bữa, người ta không có nhu cầu. Bữa này em chú ơi. 100 ngàn. Thank you.
nè các bạn. Đó, mấy miếng này được tài bìa hết trơn nha các bạn. Một ổ bánh mì bên ngoài chị Tâm ơi. Còn cay mát hả Ly? Không. Còn đang nằm tâm ngon, đang còn nằm trên giường quá. Một ổ bánh mì 15 ngàn chị Tâm ơi. Là đưa tài 50 thôi 35 á. Ủa thôi 5 ngàn hả? Đây, khách mua bánh mì. Đây là trên đường Phạm Phú Thứ mình buổi sáng này các bạn. Bữa nay đường hơi vắng, đỡ kẹt xe rồi. Đó, rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, bye bye các bạn.